Sao mà thử thách thì cuối cùng cũng mượn được Victor Ryoga Metalix rồi anh em ơi. Cung thuần con rồng thiết này với tôi nha. Ôi, đúng là vợt của thằng bố Lizenzia, đập đá thiệt. Cơ hội, thử đập trái tay coi. Hơi sai lý thuyết nhưng mà kết quả ăn thiệt nha. À mà nay đánh với mấy thằng em vẫn lai chơi chung với nhau, biết nhau rồi nên đè mỗi ông này nhồi cầu miết thôi. Cũng tội, mà thôi cũng kệ, có cầu là ăn. Rồi, pha này thử múa trên vợt của thằng bố coi. Cũng được, chung quy là cây này đập tốt nhưng mà rất nặng, mỏi vai nha anh em. Anh em phong trào rút về đánh trải nghiệm thôi, chứ full trận thì nên cân nhắc nha. Đánh qua tôi nè mấy ông. Cầu lông hai người hả cha? Cầu lông hai người thiệt.